Những cái phiên bản đồng hồ mà với cái thiết kế thuần rượu như này thì các bạn thấy rất là thành công trên thị trường, bởi vì có một cái thương hiệu rất nổi tiếng cũng đã làm vô cùng thành công, đó chính là Richard Mille. Và một con RM thì nó loanh quanh khoảng 5-6 tỷ. Và thực sự ở thị trường Việt Nam chúng ta hiện tại đang có rất là nhiều cái form dáng có cái thiết kế giống như này, nhưng mà các bạn lại bị một cái là những cái thiết kế đó không dành cho người Việt, đa số về phần size này, phần thiết kế nó lại bị quá to, hoặc là có những cái yếu tố nó không phù hợp như là chất liệu. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm đến từ nhà Tofil, là một cái thương hiệu mà tụi mình vừa mới được tìm hiểu gần đây. Họ là một cái Swiss brand, họ có những cái bộ máy vô cùng chất lượng và luôn hướng tới những cái con đồng hồ cao cấp. Chúng ta sẽ có hai cái thiết kế và nó là Special Edition Limited, thực sự là limit nha. Đây là phiên bản chỉ 100 chiếc cho từng cái bảng màu này ở trên toàn thế giới. Với mức giá đâu đó khoảng 15 củ khoai, anh em sẽ sở hữu được một con đồng hồ thực sự có giá trị về mặt thiết kế này, về mặt câu chuyện. Dành riêng cho năm rồng thì chúng ta có hai cái thiết kế rồng nhìn rất là hầm hố. Cho từng cái phiên bản này thì các bạn không còn gì phải bàn cãi về cái mặt thiết kế nữa. Kèm theo đó là thực sự cái trải nghiệm khi mà lên tay. Các bạn phải hiểu được là cái thiết kế thùng rượu này, mặc dù nó thực sự là rất là dễ đeo, nhưng mà đối với những cái con đồng hồ mà nó có cái mức size không phù hợp á, các bạn lên tay làm cảm giác như cái tay mình nó rất bị nó bị rất là thô. Còn những cái phiên bản này nó lại tạo cho mình cảm giác nó thanh lịch, nó vừa thể thao một chút mà nó vẫn thanh lịch. Nếu như bạn đeo cái phiên bản màu vàng này kèm theo mà là những cái bộ áo sơ mi trắng này, hoặc là các bạn mặc những bộ suit thì nó lại vô cùng sang chảnh luôn. Rồi, anh em có đánh giá như thế nào về 15 củ khoai cho hai cái phiên bản này? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.